Hình như tôi thấy phát hiện một con cá. Ui. Đủ mắt nó chạy từ. Chào mọi người nha. Hiện tại thì mọi người có thể thấy là dưới kia có một cái ục. Mình nghi ngờ là có cua đinh ở dưới kia đấy. Nên là mình sẽ thử xuống dưới và mình đào lớp bùn dưới kia xem là có phải là cua đinh hay không. Tại vì mình thấy dấu chân của nó luôn. Thì các mọi người theo chân mình nhé. Cái này xuống hơi được khó ấy. Có cái đường nào xuống dưới không? Theo bên kia kìa. Đi qua bên kia, mọi người theo con mình qua bên này. Không, mọi người thấy vất vả không? Tặng là lố nó ở tí tiết địch kia nha. Là mình xuống đường này cho nó tiện cho mọi người nhé. Đấy mọi người. Đấy mọi người, cái lối này mọi người. Bạn mình tiến lại nhé. Dưới đây lấp toàn là bùn nữa nha các bạn. Cứng ngọ rồi đấy. Bụt sâu cả mét rồi đây. Sâu lắm. Cực kỳ sâu luôn. Bùn nhiều quá bị lún rồi mọi người ơi. Chúng ta đau hư. Giờ không lên đâu mọi người ạ. Đúng quá. Ôi cá. Cái bùn này mang về dưới ra rất là đẹp luôn đấy. Thật sự luôn các bạn, bùn này tốt cho da lắm, nếu mà tắm ấy, thật sự luôn. Khả năng là tình hình là nó không nằm ở dưới này. Chỗ nước này này. Ok, có chai. Ma lún ạ, anh em ạ. Các bạn ạ, hình như tôi thấy phát hiện một con cá. Ui. Đủ mắt nó chạy từ. Ôi các bạn. Đây các bạn. Ôi cá. Còn đang còn đấy. Ê, tụi lên này. Dưới đây còn chắc còn một ổ nữa đấy này.
Chưa có thấy con đụng đây vừa rơi với con bón ạ. Ui, đây. À không phải, khúc cây. Là cái điểm này. Chỗ nào nước nước ấy, phải tìm chỗ nào nước nước ấy. Thế này. Khu này là tôi đã mò hết từ tím một rồi. Đấy các bạn. Buồn không này. Là tôi thấy cái ục này là không phải là ục cua đinh nhá. Là thì ra là một con cá trê nó nằm dưới. Giờ không biết là dưới này nó có trai hay không. Cắm bùn. Đây các bạn ạ, à, tình hình này mình lên trên bờ đây. Mà thì dưới đây là bùn nhiều quá, là xuống đây rất là nguy hiểm luôn. Là tình hình là mình phải lên bờ thôi các bạn ạ. Mời tất cả các bạn nha. Hôm nay làm một miếng này. Đây là vật bán đấy rồi. Ôi, ấm lòng phết. Thế nào cũng ăn được bố mà. Ây, con cá ngạnh này. Con cá chế thắng thì thắng. Máy vào một cái. Tiếp cái này để con ếch xuống ấy. Đây các bạn, dân giá. Cá nào? Nè. Máy bên kia vào. Được, ngon. Ta xử lý con này xong.